Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại pha bắt trộm gây cấn gây xôn xao. Theo đoạn video, hai tên trộm xe máy đang trên đường tẩu thoát thì bị phát hiện. Nghe tiếng chi hô, một người đàn ông chạy xe máy chiều ngược lại, vốn là con nhà võ, sẵn máu hiệp sĩ từ trong trứng, bất ngờ bề lái khét lẹt, phi xe lao vào hai đối tượng. Cú va chạm khiến cả ba ngã nhào xuống đường. Đúng là anh hùng Lục Văn Tiên, phiên bản đời thực, giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha. Hành động của người đàn ông khiến hai tên trộm đứng hình mất 5 giây, sau đó chúng đứng dậy, tìm cách bỏ chạy thoát thân. Lúc này, một chiếc xe máy khác được cho là đồng đội của hai đối tượng đã kịp dừng lại và chở cả hai tẩu thoát. Cao thủ gặp thách đấu, hành động của người đàn ông khiến những kẻ không làm mà đòi có ăn một phen hú vía. Tuy nhiên, sự việc chưa dừng lại ở đó. Tại hiện trường lúc này, chỉ còn hai chiếc xe máy nằm chồng chơ cùng những người dân khu vực đứng bất lực khi nhìn nhóm đối tượng bỏ chạy. Một nam thanh niên cũng chạy ra giúp đỡ và đập liên tiếp vào chiếc xe bị đánh cắp vì tưởng là xe của nhóm trộm. Hành động nhiệt tình này khiến gia chủ cũng chỉ biết lắc đầu thở dài khi xem lại. Đoạn clip khi được đăng tải đã thu hút đông đảo sự chú ý của cộng đồng mạng. Ai nấy đều dành lời khen ngợi cho ông chú chạy xe máy dũng cảm. Bên cạnh đó cũng vừa buồn cười, vừa ngán ngẩm trước hành động nhiệt tình giúp đỡ nhưng lại thành phá hoại của nam thanh niên trên.